Chào các bác nhá. Chào mừng anh em đến với kênh YouTube của shop Tân Ánh, shop Ngọc Ánh nhá, chuyên vào phụ kiện. Mọi thông tin liên hệ xin mua đồng alo trực tiếp các đầu số của shop nhá. Và hình thức bán hàng, shop bán hàng qua kênh bưu điện nhá. Ship COD về đến nhà đấy các bác. Các bác nhận hàng xem và kiểm tra hàng, thanh toán tiền cho người giao hàng luôn. Các bác trước khi mua hàng thì vui lòng theo dõi video xem sản phẩm của mình mua như thế nào, sau đó đưa ra quyết định mua sắm nhá. Trong chương trình hôm nay giới thiệu với các bác cái mẫu Omni mini để cho anh em đánh chim đêm đang chuẩn bị vào mùa chim đêm 2018 nha các bác nha. Với cái mẫu Omni này là mẫu Omni cao cấp nhất hiện nay, công suất lớn nhất nhá. Đây là chỉ giới thiệu cho các bác về cái mẫu Omni này, hình thái, phụ kiện, thế còn shop sẽ có một cái clip để test thẳng âm thanh cho các bác nghe nhá. Đây là giới thiệu cho các bác thôi. Đây là vỏ bao bì của nó nhá. Cái loại này các bác nhìn lầm tưởng thì các bác sẽ nghĩ nó là Son 288, nhưng mà không phải các bác nhá. Cái hàng này là hàng Hong Sin HX288AS, các bác lưu ý nhá. Thế còn các tiện đây cũng nói luôn với các bác này, hàng Son 288 là shop không kinh doanh các bác nhá. Không kinh doanh. Hàng đấy là anh em dùng nhiều cả mấy năm nay rồi, là đã phản hồi lại là chất lượng nó không được tốt, tiếng hay bị méo, nó không chuẩn nhá. Ngày xưa đợt mới ra cái Son 258 ấy thì nó còn chuẩn, thời gian gần đây là rất là kém. Còn hàng này nó không phải hàng Son 258 các bác nhá. Hàng HX Hoang Sin 258, loại này nó cao cấp hơn Son 258, giá tiền nó cũng cao hơn. Đấy, phải nói thẳng với các bác như vậy nhá. Đây là vỏ bao bì và trong phụ kiện nó này. Đây là cái đầu này, là cái đầu lúc đầu tiên nhập về nhé. Nhập khẩu về là chỉ có như này thôi các bác nhé. Còn những phụ kiện kèm thêm thì shop sẽ mua sắm thêm với các bác. Cái loại này là có thêm cái tay điều khiển này. Đây, sóng bluetooth thôi, sóng hồng ngoại này. Túi chống sóc này, túi chống sóc nhé. Đây, màu của nó là màu phớt hồng, phấn hồng này các bác nhé, màu phấn hồng này. Đây, các bác quan sát này. Đấy, nó là Hong Sin HX288 3-1. Đấy, đây là cái mặt trước của nó này các bác nhá. Mặt trước của nó sẽ có 4 nút vặn. Nhiều khi các anh em quan tâm là loại mấy nút thì loại này là loại 4 nút. Loại này là loại đầu chuyên dụng, nó không có màn hình nhá, không có màn hình. Điều chỉnh bằng 4 nút, volume này, check này, bass này, và nút này là nút chỉnh lấy sóng FM này. Cái nút này là loại chuyên dụng, nó sẽ có cái nút lặp lại một bài, là nút này này, mũi tên xoay này, lặp lại một bài này trên đầu luôn nhá, các bác chỉ việc bấm thôi. Và nó có chế độ phát cổng là MP3 hay là cổng DVD, DVD ấy. DVD là cái đường dây truyền qua đây này các bác này, đây có thể là truyền qua đường DVD được nhá. Thì khi các bác dùng, các bác phải biết ấn những cái nút này ra cho nó phù hợp nhá, sao cho nó phù hợp nó mới phát được. Đây, những nút này này là ấn vào nhả ra. Đấy. Cái loại này thì có hai cổng đọc dữ liệu, đó là cổng USB và cổng thẻ nhớ. Thẻ nhớ thì sẽ đọc cái thẻ nhớ to, thẻ nhớ khay to như thế này. Thì mỗi một bộ này thì shop sẽ cố gắng mua tặng cho các bác một cái áo thẻ như này, áo thẻ to như này, để các bác và các bác cắm thẻ và các bác dùng nhé. Thì đây là cái này là cái đồ thêm, đồ tặng các bác thôi. Thì khi nào mà shop mua được thì là sẽ có tặng cho các bác, còn trường hợp mà không mua được thì sẽ không có tặng. Cái đấy các bác phải thông cảm nhé. Nhưng mà đặt lô hàng này, lô hàng gần đây là cơ bản cái nào cũng có cái áo thẻ này để tặng cho các bác nhé. Các bác cắm thẻ nhỏ lên là chạy. Đấy. Và cái loại này nó chỉ chạy bằng nguồn điện DC 12V, chỉ chạy bằng nguồn điện 12V. Thì muốn lấy được nguồn điện 12V ấy thì nó phải có lỗ cắm này các bác này, DC 12V 5A nhé các bác nhé. Thì shop cũng sẽ lại tặng cho các bác một cái dây chuyền, dây chuyền điện 12V DC như thế này, các bác cắm vào đây là các bác về cắm vào bình ắc quy được nhá. Là các bác kẹp vào bình ắc quy 12V của mình là nó sẽ chạy. Tôi giới thiệu luôn cái mặt sau của nó này. Đây là bốn cổng ra loa nhá. Đỏ đen là một vế loa, đỏ đen là một vế loa. Cái cổng chân USB này này là cái cổng chân nguồn điện ra nhá các bác nhá. Nguồn điện ra với điện tích là 5V. Đấy. Có nghĩa là cái này nó nhận điện là 12V và nó có một cổng xả điện ra là 5V. Cái này là dùng cho các bác mà đánh chim đêm, cắm luôn cái
cái dây sạc vào ấy để cho sạc điện thoại ấy các bạn nhé. Đấy, cái này là ứng dụng cho cái điểm đấy đấy. Cái này, cái chân này là chân USB, chân USB thì các bác đánh sim đêm ngoài đồng hết pin điện thoại thì sẽ lấy cái rắc cắm điện thoại này, cắm trực tiếp vào đây, và khi đấy là các bác cắm vào điện thoại là các bác sẽ sạc được trong điện thoại của mình nhé. Đây là cái chức năng lấy nguồn điện 5V ra. Thế còn cái dây đỏ một dây đen là buộc một vế của loa, đỏ và đen là buộc vào một vế của loa nhé. Đấy, cái này để cắm cái đường truyền này thì các bác có thể truyền từ đầu đĩa sang nhé, truyền đầu đĩa sang, hoặc là truyền từ điện thoại sang. Các bác muốn truyền từ điện thoại sang thì các bác sẽ có cái rắc cắm bông sen, cắm hai rắc này và rắc tròn 3.5 cắm vào điện thoại. Cái này là cái dâu anten để cho các bác có bắt đài FM thì sẽ có cái dâu anten này để bắt sóng đài FM nhé. Đấy, đây là cái phụ kiện này, cái hình dáng và chi tiết của cái âm ly đánh chim đêm loại cao cấp HX288 nhé. Cái này thì dòng này dòng tốt nhất hiện nay nhé các bác nhé. Phía sau này có mã số in chìm này, đây dòng tốt nhất hiện nay nhé. Ốc ác nó chìm hết. Đấy, thì nó cũng chỉ có vài trăm nghìn thôi, hơn 500 nghìn một chút thôi nhé. Các bác có nhu cầu thì cứ liên hệ với trực tiếp với shop nhé. Thì đây là cái đầu Hong Sim HX288 dành cho anh em đánh chim đêm chuyên nghiệp. Đối với cái đầu này ấy, thì là công suất là tốt nhất, chất lượng âm thanh là êm nhất mà độ ổn định nó là cao nhất. Các bác chạy nóng không bị méo tiếng, không bị sôi, và nó khả năng là kéo cho các bác là tới 4 cái loa 15W các bác nhé, kéo 4 loa 15W. Còn không bình thường các bác xài 2 loa 15W thì ok, không phải suy nghĩ. Nhưng mà cái này là cái mức công suất lớn nhất nhé, đầu này mức công suất lớn nhất và nó là hàng chuyên dụng, nút nằm lại một bài trên đầu. Đấy, đây là cái mẫu Hong Sim HX288 các bác nhé. Rồi, xin chân thành cảm ơn các bác đã theo dõi video. Cần tư vấn về mua hàng, bảo hành, đổi trả hay tất cả thông tin liên hệ với shop, các bác vui lòng liên hệ trực tiếp với các đầu số của shop nha. Shop đến từ Tân Yên, Bắc Giang, phục vụ các bác toàn quốc nhé. Anh em ở mọi miền tổ quốc đâu đâu cũng mua được. Rồi, xin cảm ơn các bác, chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong những cái clip giới thiệu sản phẩm sau.